Nhiều khi trong cuộc sống có những điều mà nó khó lý giải, cho nên người ta hay chọn cái cách lý giải nó đơn giản nhất, đó là do duyên số. Mặc dù mình biết á, là bất kể một cái chuyện gì xảy ra thì đều có lý do của nó, đúng không ạ? Vâng, đúng đó chị Hoài, rất là nhiều người tin như vậy. Và đó cũng là điều mà một người đàn ông gần 50 tuổi là cha của 100 đứa trẻ bị bỏ rơi tại mái ấm Phúc Lâm, tỉnh Đồng Nai tin tưởng. Và câu chuyện về người đàn ông này thì cũng sẽ khép lại bản tin Sáng Phương Nam ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Thời điểm năm 2008 là lúc đó là chúa tu, là một người bình thường đi làm. Đi làm trên đường về thì trên cái bãi rác có một đứa bé ta bị bỏ rơi ở bãi rác, kiến cắn nát lên hài, trong đó còn nha còn rúng dính với nhau thì không ai dám lụm hết. Và lúc đó tôi mới thấy thương quá, phải lụm về, đứa bé chết mình chôn tội nghiệp. Thì vô tình mà lụm trên đường, lụm về thì cái nhịp tim bé hơi nó thổi thở, cái đưa vô bệnh viện thì người ta cắt rúng rồi chữa bé sống. Là đó là cái đầu tiên là lụm đứa bé mà bị kiến cắn. Khi mà đứa thứ nhất xong mà tới đứa thứ hai á, thì buổi trưa đi làm đúng 1 giờ thì gần nhà, cách nhà khoảng chừng 100 mét có cái bãi cỏ. Tự nhiên vừa đi ra 1 giờ thấy có đứa bé trai là bỏ trong bãi rác, xong rồi lụm nó ra. Thì nó mới căng duyên như thế này nè, giống như là đang đi làm vậy đó, tự nhiên trong người nó chóng mặt, nó giống như là kiểu là nó muốn ói, nó khó chịu, nó giống như cấp cứu vậy đó. Làm không được là về, làm trên đường về là có đứa bé bỏ rơi là lụm về. Đó là cũng như là cái duyên đó. Nó áp lực quá nhiều đối với một người thanh niên quá trẻ, chưa có tình yêu, chưa có biết về bé, rồi chưa có một lần kết hôn, thì chưa có biết cách thức như thế nào gọi là chăm con. Khi lụm những đứa bé về nhà là nó bỡ ngỡ, thì về nhà phải lên trên mạng, phải search lại cách thức nuôi con như thế nào, rồi cách thức chăm con ra như thế nào, rồi phải lên nhà sách mua những cuốn sách về chăm bé. Thì lúc đó là khi mà chăm được bé rồi thì số lượng bé càng ngày nó càng tăng lên. Nó áp lực như thế này là vì lúc đó chưa biết cái chữ mạnh thường quân là gì, chỉ có tự lực kháng sinh. Con rất thương cha. Cha rất là mệt mỏi đi làm về kiếm tiền nuôi bọn con. Ước muốn con sau này là làm bác sĩ, để những khi cha đi làm về, cha mệt mỏi con thường hay đấm bóp cho cha và mấy em. Cha dành hết thời gian làm của mình để dạy tụi con học. Con muốn thầy công an để giữ gìn cơ quan trật tự và giữ gìn mái ấm. Vào nơi đây có cái bờ vai của tôi và em cha của tôi thì các cháu sẽ không còn mồ côi nữa. Tôi sẽ dành hết cái tình yêu thương, dành hết cái tuổi xuân, dành hết cái thời gian làm việc, bao nhiêu công sức của hai anh em làm hết, đưa bờ vai cho các cháu để dìu các cháu bước vào. Nên ra là có bao nhiêu nghị lực sẽ dành hết cho con. Thì ai bước vào trong đây người ta nhìn, người ta không biết ở đây là những đứa mồ côi.